Sau 7 năm triển khai thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá thì đến nay chương trình có những bước tiến khả quan trên cả nước. Trong quân đội, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm thiểu tỷ lệ cán bộ chiến sĩ hút thuốc lá. Nổi bật là biện pháp phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, tuyên truyền giáo dục tác hại thuốc lá qua sinh hoạt, hệ thống truyền thanh, pano, biển bảng, tranh cổ động, đặc biệt trong đó phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ và tuyên truyền viên. Đại úy Mai Ngọc Phi từng có thói quen hút thuốc lá gần 10 năm, nhận thấy tác hại của khói thuốc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Đồng chí Phi quyết tâm bỏ thuốc lá và anh đã trở thành tấm gương trong tuyên truyền, thực hiện phong trào nói không với thuốc lá cho cán bộ chiến sĩ ở đơn vị ở tiểu đoàn 97, binh chủng pháo binh từ nhiều năm qua. Sau khi bỏ thuốc lá xong thì sức khỏe của bản thân được cải thiện và cũng cải thiện được cả về vấn đề là kinh tế nữa. Vì vậy, sau tôi đã tích cực là tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bỏ thuốc. Tôi đã phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, xây dựng môi trường đại đội không khói thuốc lá. Hai nữa là đối với chi đoàn thì cũng là phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên để xây dựng chi đoàn không khói thuốc. Tọa đàm thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Lữ đoàn 550 nói không với thuốc lá là một trong những nội dung thường xuyên được Lữ đoàn 550, Quân đoàn 4 chỉ đạo các đơn vị tổ chức. Những đồng chí cán bộ, chỉ huy bỏ được thói quen hút thuốc lá lâu năm đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, ý chí quyết tâm từ bỏ thuốc lá cho các chiến sĩ của mình. Những khẩu hiệu có nội dung nói không với thuốc lá được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trên bảng tin, mỗi ngày cần nhớ, tạo cho cán bộ chiến sĩ phản xạ tự nhiên trong việc tránh xa thuốc lá. Việc tuyên truyền nói không với thuốc lá, tôi được đơn vị và chỉ huy các cấp giáo dục thường xuyên. Tôi nhận thức được rằng việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mọi người xung quanh. Riêng tôi là đoàn viên thanh niên trẻ của Lữ đoàn 550, tôi sẽ nói không hút thuốc lá. Đặc thù của chiến sĩ công binh, huấn luyện với cường độ cao, tác nghiệp trên các loại vũ khí khí tài lớn, nên bảo đảm sự dẻo dai và bền bỉ là yêu cầu hàng đầu. Vì vậy, việc loại bỏ khói thuốc trong môi trường đơn vị nhằm bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Để nâng cao hiệu quả từ bỏ thuốc lá, công ty 715 binh đoàn 15 đã cử cán bộ đến tận nhà công nhân, người lao động để tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động hiểu rõ tác hại và nguy cơ mất an toàn cháy nổ khi hút thuốc lá, nhất là trong quá trình cạo mủ cao su trong rừng. Rồi là các cái tổ chức quần chúng, đấy, đặc biệt là bản thân ban chỉ huy chúng tôi là đi đến từng gia đình mà có công nhân đang còn là hút thuốc. Thì cho đến nay thì 2 năm trở lại đây thì đơn vị chúng tôi là hiện tại là có 55 đồng chí là nam. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nói với người kinh là không có ai hút thuốc nào hết. Việc nói không với thuốc lá sẽ giúp cho bộ đội có một sức khỏe tốt, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và là cơ sở để các đơn vị trong toàn quân xây dựng môi trường văn hóa, chính quy, lành mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả năm kỷ luật kỷ cương 2020.